Trước thực trạng thiếu hụt nguồn nhân công mỗi khi vào vụ thu hoạch cũng như giá bắp luôn bắp bên, nhiều hộ dân xã lộ 25 quyền thống nhất đã chuyển đổi từ trồng bắp lấy hạt sang trồng bắp bán cây. Bước chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí đầu vào và điều vui mừng hơn là người trồng bắp không phải lo lắng đầu ra. Vì đã được một hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn bao tiêu sản phẩm. Giá thu mua của hợp tác xã nông nghiệp miền Đông xã lộ 25 huyện thống nhất cho bà con nông dân hiện đang ở mức 850 đồng một ký cây bắp tươi, tăng 100 đồng so với trước đây. Trong khi đó, thời gian chăm sóc ngắn, ít tốn công lao động. Một hecta bắp cho năng suất đạt từ 40 đến 45 tấn cây. Sau khi trừ mọi chi phí đầu tư, người trồng bắp bán cây thu lợi hàng chục triệu đồng một hecta. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay bà con nông dân trồng bắp trên xã lộ 25 huyện thống nhất đang tiến hành thu hoạch. Thì những năm gần đây thì bà con đã chuyển đổi từ trồng bắp bán thân thay cho là trồng bắp bán hạt như trước đây. Việc chuyển đổi trồng bắp bán thân thì nó mang lại hiệu quả cũng như là thuận lợi hơn so với là trồng bắp lấy hạt trước đây. Trong những ngày này, phía Hợp tác xã Nông nghiệp miền Đông đang tiến hành thu hoạch vườn bắp của gia đình anh Lương Văn Toản, ngụ ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất. Trước đây trên diện tích 1,2 hectare đất này, anh Toản chuyên trồng bắp lấy hạt, nhưng do giá cả bắp bênh, thời tiết thất thường dẫn đến năng suất hạt thấp. Bên cạnh đó, mỗi khi vào mùa vụ, việc tìm kiếm nhân công thu hoạch thường rất khó khăn. Vụ bắp vụ mùa này, anh được hướng dẫn tập huấn và được giới thiệu trồng bắp bán cây cho một doanh nghiệp trên địa bàn, nên anh đã mạnh dạn đầu tư mà không phải lo lắng đầu ra. Thế nói chung là một xào, thì tôi tính ra như vậy, nếu mà chỉ khi anh trồng tỉa thì anh chỉ có mất vết khoảng một triệu rưỡi cho đến triệu sáu tiền công với cả phân giống nhưng mà ăn thu hoạch đó ăn bán còn khoảng có bằng ba một sào như vậy là ba triệu hai đến ba triệu tư thì nói lung nam là, là một sào là lời được có khoảng triệu sáu triệu bảy mà nếu mà ăn làm một hecta như vậy chi phí rồi thì cũng có còn khoảng hai chục đầu vài nói thằng này là, là với anh là như vậy nhưng mà rất là nhàn thời gian thu hoạch là không có phải nhúng tay chỉ có chăm sóc phân bón coi như là thuốc trừ cỏ cho đến 40 ngày là mình nghỉ. ngoài ra không còn làm gì nữa thì đợi người thu hoạch thu hoạch thì bên mua người ta đã đã đã, đã, đã đã đã, chặt hết rồi chỉ mình chỉ cân theo xe cân tính thiếu lấy tiền thôi là bên mình là bên hợp tác đồng bên hợp tác xã là bây giờ mình hiện tại là bữa nay mình đang mua giá bắp ở ngoài công ty còn ngoài đồng ngoài đồng nè là hiện tại là bữa nay là đang 85 đó là bánh có bao nhiêu là của trong dân làm là mình thu tiêu hết. Rồi trong thời gian tới này, nếu mà bên công ty tụi tôi là hợp đồng những các hộ dân nông dân là tụi tôi làm giấy hợp đồng là có bao nhiêu đảm bảo, có bao nhiêu hàng là tụi tôi sẽ thu nhập hết và bao tiêu cho hết các hộ, hộ nông dân. Cái giá là cứ cho quân bình là cho nó nằm cái giá vừa lúc nhiều và lúc ít là nó nằm cái 80 đi là quân bình, là cái giá là, là bình thường. Đó, đảm bảo cho nha. Vụ mùa năm nay, bà con nông dân xã Lộ 25 huyện Thống Nhất gieo trồng trên 300 hecta bắp, trong đó hơn 2 phần 3 được bà con nông dân đưa vào sử dụng giống mới và được chăm sóc tốt nên cây bắp phát triển, sản lượng cây bắp đạt cao.